Chào tất cả các bạn. Tối nay Ben xin giới thiệu tới các bạn một món ăn có xuất xứ từ Indonesia, đứng thứ 14 trong top 50 món ngon nhất thế giới do CNN bình chọn năm 2011. Đó là món satay. Satay là tên gọi chung của tất cả các món ăn xiên que. Bây giờ mình vô trong để xem họ phục vụ món ăn như thế nào nha. Đây là nơi Ben dẫn các bạn đến, được biết đến rất là nhiều trên các mặt báo cũng như các kênh truyền hình. Đó là quán Katong Satay. Bây giờ mình order ít đồ ăn rồi để mình thử và thử thức ăn ở đây cái hương vị như thế nào. Ok, can I have chicken, pork and mutton, but I just want five each. Five. Yeah. Okay. I want to eat in here. Bây giờ mình lấy bàn, rồi sau đó thì họ sẽ phục vụ món ăn cho mình. Rồi bây giờ món ăn của Ben đã có rồi, bây giờ mình ra bàn mình thử món ăn này. Thì trên dĩa Ben order thì có xuyên gà nướng, thịt cừu nướng và thịt ba chỉ nướng. Còn ở phần các bạn thấy trắng trắng ở đây á là cơm được cuộn trong lá chuối và sau đó người ta đem hấp. Còn đây là phần sốt ăn kèm. Bây giờ Ben thử và thử hương vị của những cái món xuyên que này ăn như thế nào. Ben thử món gà trước và một chút sốt. Còn tiếp đến là thịt cừu. Và thịt heo. Mình cảm nhận được một điều là họ đã ướp thịt thời gian rất là hợp lý. Thì thông thường thì món thịt này á, miếng nhỏ vậy thì bạn ướp ở trong vòng 2 tiếng thì thịt nó đã thấm vào bên trong rồi. Mình cảm nhận được thịt ở đây ướp thời gian vừa đủ và nó vị nó hơi ngọt. Thì thông thường các bạn làm mấy món ngọt á, mà thông thường thì các bạn làm mấy món nướng á thì có một vị ngọt cái xíu nó sẽ dễ ăn hơn. Và bên cảm thấy được cái mùi xả ở đây, nó có cái mùi xả. Mùi xả được ướp vào thịt khi nướng nó sẽ tạo thêm một mùi hương rất là đặc trưng, rất là thơm. Còn phần sốt bên thử được, bên cảm nhận được nó là từ đậu phộng rang và mè rang, và họ trộn thêm một vài gia vị phụ nữa, sau đó họ xay đều thì ra được thành phần món sốt này. Còn phần cơm thì được gói từ lá chuối và đem hấp thôi. Đây là một món ăn ngon, thích hợp cho các bạn trong những lần tiếp bạn bè hay là trong những dịp đi dã ngoại. Bây giờ các bạn có biết món ăn này làm như thế nào không? Ben sẽ hướng dẫn bạn làm món này theo cách của Ben.